Hơn nữa, trong thời đại này thì doanh nhân là chiến sĩ thời bình. Tôi muốn mình là một chiến sĩ thực thụ, chiến đấu trên thương trường vì thương hiệu Việt. Từ cơ sở cà phê nhỏ bé khi khởi nghiệp, với ý nghĩ cháy bỏng, phải xây dựng được hình ảnh cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Sau hơn 15 năm, tôi có thể tự hào mình đã làm được điều đó. Sự xuất hiện của Trung Nguyên thời gian qua đã mang lại một không khí thưởng thức cà phê mới tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi mong muốn qua từng ly cà phê có hương vị độc đáo, được chế biến từ những hạt cà phê ngon nhất của đất nước Việt Nam, quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ hai thế giới cùng phong cách Tây Nguyên đậm đà văn hóa Việt, sẽ đem đến cho người thưởng thức cà phê những ý tưởng sáng tạo, những triết lý trong cuộc sống trong một ly cà phê. Cà phê không chỉ là một thức uống của dạ dày, mà nó là một nét văn hóa sáng tạo. Hình ảnh quý vị đang xem là cách pha chế và thưởng thức cà phê của những người nông dân, những người trực tiếp trồng cà phê. Từ khi cà phê được xuất hiện và được